dài để thưởng thức vở kịch. Điều em mong muốn do lớp 6A1 dàn dựng và biểu diễn. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón các em chúng ta đến từ lớp 6A1. Kính chào quý ban giám khảo, quý thầy cô, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các bạn học sinh đến với hội thi hôm nay. Lớp 6A1 chúng em xin mạn gửi đến quý mọi người một vở kịch Điều Em Mong Muốn với sự tham gia của các bạn Thúy Hoàng trong vai người bố. Thành Viên trong vai cô giáo. Bạn Ánh Hồng trong vai người con. Và một số bạn trong vai bạn cùng lớp. Sau đây vở kịch của chúng em sẽ phép được bắt đầu. Cái này có ý nghĩa. Cái kịch này rất có ý nghĩa nè. Không nhiều tư tại phòng học lớp 6A1 của sinh hoạt cuối tuần. Cô thấy lớp mình tuần này học tập và thực hiện nội quy như thế là tốt. Các em cố gắng phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại mà cô và các bạn vừa nhận xét. Riêng việc duy trì sĩ số, hai ngày nay bạn Thu nghỉ học. Các em có biết tại sao bạn ấy lại không đi học không? Thương cô không ạ. À. Vậy có em nào biết số điện thoại của bố mẹ bạn Thu cho cô xin? Cô mời bạn Duyên. Em thưa cô là nhà bạn Thu không có điện thoại. Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Bây giờ để kết thúc tiết sinh hoạt, cô và cả lớp sẽ cùng hát một bài tập thể. Chúc mình hài bạn. Mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Nó đi á, nó đi. Chúc mình rất rất vui, như keo sơn anh em một nhà. Đầy tình thân quý bên nhau, luôn thi đua học chăm tiến tới. Quyết kết đoàn giữ vững bền, giúp đỡ nhau xứng đáng cho mình. Thôi bây giờ cô có chút việc, cô cho lớp mình về sớm. Cả lớp đứng. Chúng em chào cô ạ. À. Cô chào các em. Đẩy lên phía. Yeah.
sự nghiệp được hơn một tháng nay anh ạ. Hai ngày nay không thấy em Thu đến lớp, không biết lý do tại sao nên hôm nay em đến để thăm gia đình và tìm hiểu lý do tại sao em ấy lại không đi học. Thank you.